Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 của cuộc số 48 bộ truyện Mao Sơn Quyền Môn Thuật trên kênh Truyền Đình Soạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hiệu quả cách âm của phòng sang trọng này rất tốt Âm lượng có bật lớn cũng không ảnh hưởng đến những khách nhân khác Nhã tỷ tỷ, tôi cũng muốn nổi tiếng giống cô ta Ngư diệu viên đang gầm chiếc đùi gà trên miệng Cô ta chỉ tay vào sở niệm giao đang tỏa sáng trên màn hình mà nói Trong ánh mắt không giấu được vẻ ngưỡng mộ và ghen tị Ai mà không muốn trở thành sở niệm giao Trên đời này chỉ có một mình sở niệm giao mà thôi còn lạc nhã nhìn màn hình trong bóng tối Cô ta thầm rơi lệ Chỉ có tôi và hai nữ đệ tử Mới có thể nhìn thấy cảnh tượng này Ngoài ra không ai có thể nhìn thấy được Phương Cương xuất hiện rồi Trình Nguyệt Minh vui mừng hét lên một tiếng Tất cả các nữ minh tình đều đặt lon bia trên tay xuống Những đôi mắt mở to nhìn vào màn hình Tiếng đàn guitar điện réo rắt tràn ngầm trong gian phòng Tôi nhìn vào những đôi mắt sáng người này Trong lòng của tôi chấn động Bởi đến lúc này tôi ý thức được Mấy nữ nhân này thực sự là phan cuồng của tôi Trời hạ à, ban nhạc nữ hồn tinh Lại chính là phan âm mộ của tôi Tin tức này mà được lan truyền giới giải trí nhất định sẽ chấn động Ôi chào Phương Cương xoái ca quá Nhá tỷ tỷ Không phải tỷ đã nói sau này chúng ta có cơ hội biểu diễn cùng Phương Cương Chính xác là khi nào sau khi tôi biểu diễn xem trên màn hình, ngự diệu viên quay đầu lại hỏi. Tôi muốn cùng Phương Cương có một mối quan hệ phong hòa tuyết nguyệt. Chị Nguyệt Minh chống tay vào cái cầm nông nước thịt như cái đầu heo, bộ dạng si tình nói một câu. Nhìn cái bộ dạng tham lam của người xem, ai mà không muốn làm bạn gái của Phương Cương chứ? Hàm Cả Nhi và Phổ Diêu Tiến đều hét lên, bọn họ bắt đầu tranh giành với nhau rất nhanh chủ đề đã trở thành Phương Cương sẽ thích cô gái nào trong số 7 người này. Ở đằng kia cổ quất và cao hà đều ngồi bệt xuống dưới sàn. Cả hai đang trận mắt nhìn bảy hình tượng của mình đang tranh giành ẩm mỹ. Có lẽ hình ảnh về thần tượng trong lòng của bọn nó đã hoàn toàn suy sụp, chê đề bị hủy diệt. Thế cười khổ nhìn các cô gái đang tranh giành với nhau, nhưng trong lòng trào dâng một cảm giác rất thỏa mãn, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng trong lòng các cô gái kiêu ngạo như vậy sự nổi tiếng của tôi lại lớn đến như vậy nếu bọn họ đang ngưỡng mộ tôi đến như vậy trong tương lai tôi nhất định phải hợp tác với màn nhạc nữ hồn tinh một lần mới được nếu không tôi sẽ có lỗi với sự ngưỡng mộ của bọn họ đừng làm mầm mỹ lên muốn ta mời Phương Cương hợp tác cùng biểu diễn với chúng ta trước công chúng những chiều khác không thể sử dụng được chỉ có thể viết ra được những ca khúc tuyệt phẩm, chúng ta mới có thể thuyết phục được Phương Cương phối hợp biểu diễn cùng chúng ta. Quan lặng nhã giang hiệu cho mấy cô nương dừng lại, đồng thời nói ra những lời này. Đại tỷ, công việc sáng tác ca khúc mới của đại tỷ thế nào? Phong như yến vội vàng lên tiếng hỏi. Có chút khó khăn, ta đã nghiền ngẫm về lời bằng hát này suốt hai tháng. Trong đó có phần liên quan đến guitar điện, ta vẫn luôn cảm thấy còn thiếu chút hòa hầu nếu như để như vậy mà gửi cho cương cương chưa chắc anh ta đã để mắt tới mọi người đừng náo loạn nữa tìm cách giúp ta hoàn thiện đi quan lạc nhã có chút khổ não mà nói nói xong những lời này quan lạc nhã bắt đầu ngâm nga một giai điệu mới toanh tiết tấu rõ ràng nhưng đúng như lời của cô ta nói hình như vẫn còn thiếu sót điều gì Bảy cô gái đều ngâm nga theo nhưng họ không nghĩ ra được ý tưởng mới. Hiện nhiên chỉ nói về sáng tác ca khúc, quan lặng nhã có trình độ cao nhất, sau cô nương còn lại thực sự không có gì để bổ sung. Tôi có chút rúng động phong cách và nhịp điệu này. Trong đầu của tôi ngẫm nghĩ công nén nổi lòng của mình, bất giác tôi cũng ngâm nga theo. Trong đó có thêm những cảm xúc của linh hồn. Linh cờ nhất động, lợi dụng tiếng gió tiêu chuyển đến một đoàn tiết tấu đến tai của quan lạc nhã mọi người đừng có ồn ào tắt máy tính đi quan lạc nhã đột nhiên ra hiệu mọi người đều tỏ ra một cách đầy khó hiểu nhưng bọn họ đều nhanh chóng thực hiện ngay căn phòng lập tức chìm vào trong bóng tối chỉ còn lại tiếng gió đêm xe điệu ngâm nga trong miệng của quan lạc nhã đã thay đổi chỉ biến đổi một số điểm tiết tấu nhưng trình thể thì đã khác Công giống như là hoa lọng điểm nhãn Không nhàng đã có linh hồn rồi Xong rồi quan lặng nhã ngừng ngâm nga Cô ta vui sướng hét lên Hay quá các thành viên nhảy lên gieo hò Đèn trong phòng được bật sáng Quan lặng nhã nhanh chóng phổ lời cho ca khúc đó Các thành viên đều đã duyệt qua Tất cả đều rất cao hứng huyền náo một hồi sau khi mọi người thu dọn tàn tích của bữa ăn và tẩy trang, tắm rửa thay quần áo, Trước lúc nửa đêm tất cả đều mặc quần áo ngủ rồi lên giường giúp vào ổ của mình. Trên khuôn mặt của mọi người đều tràn đầy nét vui vẻ. Phi lễ bất kiến khi bọn họ thay quần áo tôi đã nhắm chặt mắt lại. Mãi cho đến khi bọn họ chìm vào trong giấc ngủ tôi mới mở mắt ra. Chỉ thấy cổ quất và cao Hà đang đứng trước tác phẩm vừa sáng tác để nghiên cứu. Miệng cả ngày đang mấp máy. Rõ ràng hai người đang nói chuyện với nhau nhưng pháp thuật trừng lực cách tuyệt, người ngoài sẽ không thể nghe thấy. Gần đến không ngờ âm khí bên ngoài cửa sổ đột nhiên tăng lên gấp bội. Tôi nhìn về cửa sổ chỉ thấy cổ quất cao hà đang dùng linh bút họa lên chán bột đạo phù để khai mở âm nhãn. Âm khí quá nặng nề, sương mù đen cuồn cuộn nhưng âm nhãn của hai người vẫn có thể nhìn thích được. Cũng còn được, hai nữ đệ tử này không hề hoảng loạn, cả hai đều ngồi khoanh chân lặng lẽ quan sát sự việc đang diễn ra. Đúng 12 giờ đêm, một đồng thành có tần số cao vượt qua những gì mà đôi tai của nhân loại có thể nghe thấy được. Ở thành đó xuyên qua một không khí chuyển đến. Tất nhiên là tôi có thể nghe thấy âm thanh này. Nhưng ngày khi tôi vừa nghe thấy tim tôi như thắt lại. Bởi vì đây chính là một chiêu âm thanh câu hồn vô cùng lợi hại. Cổ quất và cao hà đều giận mình dấn kinh liền ngay sau đó thì trên tay của hai nữ nhận lóe lên quang mang mấy đạo hồ thân phù màu đỏ đã được thúc động chặn đứng âm thanh cầu hồn đọc bên ngoài mau dậy đi hãy đi theo ta một âm thanh quỷ quái không phân biệt được là nam hay nữ vang vọng khắp căn phòng cao hà và cổ quất đều rút thành kiếm cố đào ra để đề phòng bảy cô gái lần lượt bước ra khỏi phòng ngủ Tất cả bọn họ đều đi chân trần và mặc váy ngủ màu trắng. Ánh đèn đờ đẫn hiển nhiên bọn họ đều không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn trong bóng tối những cô gái này đều có mái tóc dài để xóa trông rất đáng sợ. Ở góc độ của tôi có thể thấy rõ, bảy cô gái trên giường trong phòng ngủ đều mắt nằm yên không động đậy. Cho nên nói bảy cô gái xóa tóc vừa bước ra khỏi phòng ngủ chính là âm hồn của bảy thành viên trong ban nhạc nữ hồn tinh. Những người phổ thông bình thường không thể nghe thấy âm thanh câu hồn đang tắc quái. Linh hồn của bọn họ đã bị câu đi mà bọn họ không thể hay biết. Âm hồn bảy cô nương đang mở cửa. Quân lạc nhã đi đầu phía sau lưng là Trình Nguyệt Minh. Bọn họ xếp thành một hàng chậm rãi bước đi. Cổ quất và cao hạ ẩn mình đi theo âm hồn bảy cô gái. Còn tôi thì thì thầm bám theo sau hai nữ đệ tử màn sương đen đang cuồn cuộn trong hành lang nhấn chìm tất cả mấy người chúng tôi màn sương đen về đấy chúng tôi tôi lập tức cảm nhận được mình đã bước vào một không gian song song cách tuyển với thế giới bình thường đây là một cái giới trường lực có thể xuất hiện sau khi các pháp sư và yêu ma quỷ quái lợi hại được thúc động được sử dụng để phân chia với thế giới bình thường tránh ảnh hưởng đến trật tự của thế tục phải nói như thế này không gian song song do pháp lực thúc động kể từng tính ổn định thực sự tồn tại thời gian của nó phụ thuộc vào mức độ đạo hành của người thi pháp cũng còn phải xem mục tiêu bị nhiếp thủ trong không gian song song này bản lĩnh cao hay thấp ví dụ năm xưa khi tôi dẫn theo bản nữ quỷ cấm chế của không gian song song do chân tinh xương thúc động kể thực là toàn lãnh ngam cải trang khi đó đạo hành của tôi và ba nữ quỷ còn thua xa so với toàn lãnh ngam. Chúng tôi phải bật mạng mới phá được cấm chế để thoát ra ngoài. Hơn nữa còn bị trọng thương, sau đó mới có chuyến đi sau đó đến ngôi nhà bị ma ám. Nhưng nếu đổi lại là một người khác, chẳng hạn bảy nữ nhân bị kéo vào phòng cấm chế là tôi hiện tại, hoặc những vị đại lão như Trương Khách Thuần và Âm Dương chân Nhân, như vậy bọn họ sẽ không thể vây khốn mục tiêu chỉ cần chúng tôi muốn phá sẽ có thể phá vỡ với tốc độ rất nhanh. Nhưng điều mà lúc này không gian song song xuất hiện trong tòa nhà triển lãm, thực lực của kẻ thi thuận không phải rất mạnh. Đối với Cao Hà và Cổ quất thì rất khó, nhưng đối với tôi mà nói, chỉ cần khẽ lại tạ là có thể phá được. Trong tình huống này căn bản không có quá nhiều lực uy hiếp. Căn cứ vào điều này có thể suy đoán ngược lại, đạo hành của kẻ tác yêu tác quái không cao tôi đã yên tâm hơn rất nhiều tôi vẫn ẩn tông tằng tích đi âm hồn bảy cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh cộng hai nữ đệ tử tôi cứ lặng lặng quan sát là được cảnh tượng như thế này đối với tôi mà nói nó chỉ là một địa thức ăn nhưng dùng nó để cho hai nữ đệ tử rèn luyện tích lũy kinh nghiệm cũng đã đủ nói thật tôi cần phải cảm ơn kẻ giấu mặt để tác yêu tác quái kia nếu không tôi còn phải hao tâm tổn sức Để bày bố cho đồ đệ rèn luyện kinh nghiệm Còn phải ngụy trang để đi theo bảo vệ Tránh trường hợp xảy ra chuyện mà không kịp cứu Và lúc này tôi đã hiểu được Sư Thúc Hồng Cát và Sư Tỷ Tà Sang đã vất vả thế nào Khi thiết lập những vòng thử thách trong môn chủ tân nhiệm Hai người đó chắc hẳn phải có làm việc vất vả Mới có thể thiết lập được một quỷ cục hoàn hảo Đâu có giống như tôi chỉ cần tùy tiện gặp phải một chút quỷ sự, tôi đã có thể dẫn theo đệ tử đi khảo sát, tạo cơ hội cho đệ tử trải nghiệm. So sánh hai sự việc nó thực sự tiết kiệm cho tôi rất nhiều công sức. Đương nhiên thử nghiệm rèn luyện đối với tân môn chủ khác với những thử nghiệm thông thường dành cho đệ tử. Nhưng nếu xác định được người kế vị chức môn chủ trong tương lai, tôi cần phải bỏ ra tâm huyết tạo ra những cuộc thử nghiệm dành cho môn chủ mới được. Chỉ nghĩ đến điều này tức độ khiến cho tôi phải đau đầu. Trong cái gọi là không gian song song, các tòa kiến trúc của môi trường nó nói chung rất giống với thế giới thực, nhưng mà nhìn chung không có người sống trong thế giới thực. Tại thời điểm thư chú trong sân trang, một mình tôi bị đưa vào không gian song song, lúc đó bản thể của tôi đã tiến vào trong đó. Hiện tại âm hồn của các thành viên ban nhạc đã bị nhiếp thụ vào trong không gian song song. Tôi và hai đệ tử cũng đang tiến vào trong đó. Sương mù đen đã rất lợi hại, âm dương nhãn của tôi cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Tôi muốn lấy la bàn ra để khảo sát sự phân bố của âm khí xung quanh. Nhưng khi tay của tôi vừa đưa ra, tôi đã dừng lại giữ chừng. Tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ. Trước la bàn đó bảo là có thể kết hợp thành một nó không ở trong túi của tôi mà tôi đã cất giấu trong căn phòng nhỏ đặt linh vị của sư tôn vì một chiếc la bàn đơn lẻ không có quá nhiều sức mạnh nhưng nó có thể cung cấp không gian bên trong để nuôi dưỡng quỷ cần phải biết được rằng tôi còn đang nuôi dưỡng rất nhiều quỷ quái cấp thấp sau khi sư đài quỷ quan đã trở lại trong mạc cấp chiếc la bàn thay thế cho chức năng của sư đài quỷ quan đám quỷ hồn cấp thấp đang tàng ẩn trong la bàn để tu luyện Chiếc la bàn đó để trong cửa hàng quan tài. Chiếc là bàn phổ thông bình thường tôi không mang theo bên người. Lúc này muốn sử dụng tôi mới phát hiện ra mình đã thiếu thứ này. Tôi đã phòng ấn để chính thành đạo hành của bản thân. Chỉ dựa vào một chút cảm ứng hiện tại, rất khó để nắm được tình huống xung quanh. Bỏ đi, trước tiên không cần phải điều tra, cứ việc đi theo hai đồ đệ là được, Tôi thủ tay lại rồi tiếp tục bước đi chậm rãi phía sau hai nữ đệ tử. Đi được một đoạn mi mắt của tôi đột nhiên giật giật. Bởi vì trong màn xưng đen xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Tôi chăm chú quan sát những thân ảnh đó có cả nam cả nữ. Đại đa số đều mặc đồ ngủ ánh mắt thất thần. Tháng nhìn qua tôi đã biết tất cả đều là âm hồn của người sống bị âm thanh câu hồn đó nhiếp thụ vào không gian song song. Còn có cả nam, số lượng vẫn còn tăng tiếp tục tăng lên điều đó có nghĩa là đêm nay kẻ đang tắc yêu tắc quái đó đã thay đổi phương thức sẽ không lặp lại mô thức mất đi thọ nguyên như lời cổ quất đã nói cho dù vẫn còn tiết tấu người gỗ bị lột ra mặt nhưng về tổng thể mà nói nhất định sẽ phải thêm nhiều hạng mục dày vỏ hơn kẻ đang tàng ẩn trong bóng tối rút cuồng kẻ đó muốn làm cái gì đây ngay cả tôi cũng cảm thấy hứng thú, không được tận mắt chứng kiến tình huống của kẻ đang giấu mặt. Tôi cho rằng kẻ giấu mặt nhất định không phải là yêu ma quỷ quái, sẽ có thể là pháp sư tà đạo. Người gỗ có thể là tà vật do pháp sư khống chế, còn có cả những quái vật như lời của các cô gái đã nói ra, cũng có thể là do pháp sư khống chế. Sau khi trải qua rất nhiều sự kiện, tôi đã rút ra được kết luận nếu Pháp Sư người sống đã dự định tác nghiệt, vậy thì lực phá hoại còn lớn hơn rất nhiều so với yêu ma quái vật. Có nhiều khi bề ngoài là do quyền hồn hoặc cương thi tác quái, nhưng thực ra đằng sau bọn họ chính là các Pháp Sư tà ác. Ở góc hành lang xuất hiện một đạo thân ảnh trông rất cổ quái, đó là một nữ nhân có mái tóc dài chạm xuống cả đất. Trong lớp sương mù đen dày đặc, nơi nhân đó đang cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen dài trăng hết toàn bộ khuôn mặt trông không rõ mặt mũi chỉ thấy nơi nhìn đó vươn bàn tay xương sầu màu xanh lét của nó những chiếc móng vuốt nhài màu đen nhìn rất trói mắt vị trí của nó chỉ bức tường bên cạnh chứ không phải thang máy hay cầu thang bộ và cầu thang bộ phía dưới số lượng âm hồn đi trong hành lang đất tăng lên mấy chục bao gồm cả bảy cô gái trong ban nhạc nữ ánh mắt thất thần của bọn họ cũng khỏe lóe lên liền ngay sau đó theo hướng nữ quỷ tóc dài đã chỉ bọn họ lao đầu vào bức tường khoảnh khắc tiếp theo giống như nước chảy xuống biển thân hình của bọn họ dung nhập vào trong bức tường đây là một không gian song song bị pháp lực cách tuyệt sự biến đổi của môi trường chỉ là trong một ý niệm của người bố cục đừng nói đến việc đâm đầu vào trong bức tường cho dù trời đất có đào ngược, tôi vẫn đầu hướng lên trên, chân hướng xuống dưới mà đi trên trần nhà, giống như đi trên đất bằng, không có gì đáng ngạc nhiên. Không gian song song chỉ có thể duy trì mấy ngày, khác hẳn với thế giới bình thường. Ở trong môi trường này dù có thể ra bao nhiêu điều kỳ quái vi phạm quy luật của vật lý, cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên. Cổ quất và cao hà nắm tay chặt đạo phù triện màu đỏ, một tay cầm thành kiếm gỗ đào dài một mét. Cả hai không một chút do so dự đâm thẳng đầu vào bức tường. Quả nhiên bọn họ giống như đi xuyên qua một bức màn nước, hơn một nửa thân hình đã tiến vào bên trong. tôi cũng không dám chậm chế vội vàng bước nhanh lên phía trước. Sau khi hai đệ tử hoàn toàn tiến vào, thân hình của tôi va mạnh vào bức tường. Đồng thời tôi liếc nhìn về con nữ quỷ tóc dài đang dùng móng vuốt chỉ vào bức tường, con nước quỷ đó khoác bồn chiếc áo choàng trắng cũ rích màu đen của mái tóc và màu trắng của áo choàng tương phản với nhau nó vẫn ở trong một môi trường sương mù đen vô cùng khủng bố nếu là người bình thường trông thấy chăng đã sợ hãi ngất xỉu từ lâu nhưng cái loạn vào mắt của tôi nó chẳng gây ra cho tôi một ấn tượng nào cả ánh mắt của tôi rơi vào lòng bàn chân của nữ quỷ con nữ quỷ này đi chân trần nhưng ngón tay không hề chạm đất nó dùng gót chân để đứng mười móng chân cũng đen như mực và vô cùng sắc nhọn. Tư cao mày cảm thấy khó hiểu thông thường mà nói, khi quyền hồn đi trên mặt đất đa phần đều dùng ngón chân chạm đất, một số lại đi bằng bàn chân. Nếu đi bằng hai cách này, tư thế của chúng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, cũng đất đủ khiến cho người ta lông tóc đều phải dựng đứng cả lên. Nhưng thật lòng mà nói, sức quỷ hồn đi bằng gót chân không nhiều. Loại phương pháp chạm đất của quỷ hồn này chỉ đơn giản là một giải pháp tăng thêm hình tượng khủng bố đối với nhân loại mà thôi. Thôi lại ánh mắt rằng tuy tôi không hiểu được, nhưng cũng không cần chờ hành động, không nên chờ đợi quá lâu. Chỉ quỷ mới biết được nếu chậm chế vài giây, liệu có dẫn đến việc lạc mất hai nữ đệ tử không? Thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, bởi tôi có thể tùy tiện phá vỡ không gian song song, hóa dài tà vận trong quỷ cục, nhưng còn hai nữ đệ tử thì sao? Nếu không cẩn thận để hai nữ đệ tử này mất mạng, đến lúc đó có muốn hối hận cũng đã muộn mất rồi. Bởi vì Cổ Quất và Cao Hà là hai pháp sư mới ra giảng, giống như chim non đang tập bay, trong khoảng thời gian này vẫn cần sự trợ giúp của các bậc trưởng bối, nói bỏ mặt chỉ là ngoài miệng. Nếu bọn họ thực sự gặp nguy hiểm sinh tử, làm sao tôi khoanh tay đứng nhìn được? Thân thể của tôi chạm vào bức tường nhưng tôi không hề có cảm giác được lực phản chấn. Giống như đang lao xuống một hồ nước, một lượng mềm mại bao bọc lấy thân thể của tôi. Trước mắt của tôi hiện ra những ngọn quỷ hỏa đang lập lòe chỉ dẫn phương hướng. Tôi mơ hồ nhìn thấy cổ quất và cao hạ đang đi ở phía trước. Tôi vội vàng bám theo sau lưng hai người. Chúng tôi đi về phía trước một khoảng cách nhất định. Trước mắt tôi bỗng sáng lòa. Đập vào mắt của tôi, môi trường xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Giờ vút này trong đại sảnh triển lãm không có ánh sáng, nhưng âm giường của tôi đã khai mở. Mà bản thân đắm quỷ hồn đều có những âm nhãn, cho nên bóng tối không phải là trở ngại, vạn vật đều nhìn thấy rõ ràng. Có điều hoàn cảnh xung quanh thật sự rất khủng khiếp, nó khiến cho người ta không rét mà run Tại sao tôi lại nói như vậy Là bởi vì trong phòng triển lãm Có rất nhiều âm hồn Nhìn bốn phía xung quanh Một đám đồng lúc nhốc Tất cả đều là âm hồn Vào ban ngày tôi chủ yếu đi dạo phố Đi bộ bên ngoài tòa nhà triển lãm Chỉ coi như là cưới ngựa xem hoa Thật sự không để ý hiểu Đến phòng triển lãm bên trong Nhưng mà nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mắt Không cần nghĩ tôi cũng biết được đây là thứ tái hiện lại cảnh trong phòng triển lãm ban ngày. Chỉ có điều những người tham gia đều là âm hồn của người sống bị âm thanh câu hồn nhiếp thủ tới. Nhất định ban ngày bọn họ đều là khách đã tới đây tham quan. Cô không biết bọn họ đã bị đánh dấu tiêu ký nào không? Nửa đêm bọn họ đều bị câu hồn tới đây, bắt họ về thăm lại chỗ cũ. Đây chỉ là một trong tám phòng triển lãm, phải chăng bảy phòng triển lãm còn lại cũng tương tự cảnh tượng này? Ở à phố đi bộ xung quanh tòa nhà triển lãm chắc cũng giống cảnh ban ngày. Nếu đúng như tôi nghĩ, cũng chính là nói âm thanh câu hồn đã nhiếp thủ âm hồn hàng trăm nghìn người sống tới không gian song song của triển lãm chuyển tranh. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh, tôi có cảm giác rằng tôi đã đánh giá thấp năng lực của kẻ thi pháp. Một thỏa thuận quy mô lớn như vậy lẽ nào lại là do một nhân vật nhỏ thực hiện được đây hay đó không phải là một tà vật mà là một tập thể tà vật cùng thi pháp bất kể là tình huống nào đối với cổ quất và cao hà mà nói mức độ nguy hiểm đã tăng lên gấp bội nhưng mức độ nguy hiểm càng cao việc rèn luyện lại càng có hiệu quả vì vậy tôi vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại để đi theo cảm xúc của tôi đã ổn định trở lại Nhìn thoáng qua tôi đã thấy những cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh đường đám đồng khán giả vây quanh. Bởi họ đều đã thay quần áo, cách ăn mặc giống nghệt như trang phục biểu diễn tối qua. Phong cách trang phục cũng phù hợp với chủ đề của triển lãm truyền tranh. Trình Nguyệt Minh và quan lặng nhã trên đầu đều đội tóc giả, đầu kính áp trọng để làm đẹp. Tất cả đều trang điểm những cô gái xinh đẹp đến thế giới truyện tranh. Bọn họ đều bị phan nơ mộ vây đứng vòng xung quanh. Kẻ xin chữ ký, kẻ yêu cầu được chụp hình chung. Bên cạnh bảy cô gái có một người đàn ông trung niên tay to mặt lớn. Người đó đang chỉ đạo điều gì chắc hẳn ta là người quản lý của ban nhạc nữ hồn tinh. Nghe nói hắn ta đã rất nổi tiếng trong giới showbiz và đã làm người quản lý cho rất nhiều ban nhạc nữ nổi tiếng là một người quản lý chính xác, là người rất giàu kinh nghiệm. Ngoài ra còn có hơn chục vệ sĩ mặc quân phục đang đứng giữ gìn trật tự. Bảy cô gái đã lấy lại tinh thần mình, bọn họ ngồi sau một chiếc bàn, đồng thời ra hiệu cho các phan nâm bộ đừng chen chúc. Hai xếp mạnh thành hàng dài để lần lượt vào. Tất cả đều có cơ hội được ký tặng và chụp ảnh chung. Các cô gái đã diễn hết sức mình, bọn họ đều cười rất thân thiết. Cứ so tim tỏ vẻ đáng yêu giả vờ dễ thương. Đây là buổi gặp mặt fan của ban nhạc nữ cơ mà. Từ quan sát bốn phía xung quanh, càng nhiều âm hồn đổ xô đến, điều này cho thấy sức hút của ban nhạc nữ hồn tinh lớn đến thế nào. Trong phòng triển lãm vang lên tiếng hát, đã chính là ca khúc kinh điển của ban nhạc nữ hồn tinh. Cô Cổ quát cổng cao hà kinh ngạc thốt hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Tôi đứng nấp ở phía sau hai nữ đệ tử cách khoảng mười mấy mét nhìn các cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh đang bận rộn trong lòng của tôi có hàng vạn như con dị thú chạy qua tất cả những người có mặt ở nơi này đều là âm hồn bọn họ đều không ý thức được tình trạng của bản thân chỉ đến khi họ đã hoàn hồn lại họ chỉ nghĩ rằng mình đang nằm mơ thêm một cảnh tượng có liên quan đến cuộc triển lãm chuyện tranh kể từ nơi này đang thực sự tổ chức triển lãm truyền tranh và buổi họp mặt vạn quỷ phan bộ của bảy nữ minh tinh quỷ cảnh tượng trước mắt của tôi khác xa với cảnh tượng ác mộng mà cổ quất từng được nghe thấy chỉ nói về quy mô đó là một sự khác biệt như trời với đất chắc chắn đã được nâng cấp rồi cổ quất và cao hà chụm đầu bàn bằng một hồi chỉ thấy bọn họ dùng pháp lực để đám âm hồn ra sau đó đi tới phía sau các thành viên của ban nhạc nữ hồn tinh. Bọn họ lo lắng nhìn bốn phía xung quanh, rõ ràng bọn họ đang truy tìm thủ phạm bày bố ra cảnh tượng này. Chỉ có điều đây mới chỉ là cảnh tượng bắt đầu. Kẻ đứng sau hậu trường không thể ra mặt được vào lúc này. Phần hướng chú ý của tôi khác xa với hai nữ đệ tử. đầu hành của ngài người này là không đủ. Nói một cách đơn giản, một pháp sư cùng với cấp độ chỉ cần thi triển thuật tàng ẩn tới nơi trốn. Trong một khoảng thời gian, cả hai nữ đồ đệ này sẽ không thể phát hiện ra sự tồn tại của những pháp sư khác. Nhưng với tôi thì lại khác. Mặc dù tôi đã phòng ấn để chính thành pháp lực, nhưng thị lực của tôi đã thuộc cấp lục địa thần tiên chân chính. Vì vậy những gì mà bọn cổ quất không nhìn thấy, tôi vẫn có thể nhìn thấy được. Ở góc tây bắc của phòng triển lãm có một thanh niên trẻ đang bột thanh kiếm gỗ đào trên lưng. Xem ra cậu ta mới chỉ 15-16 tuổi. Cậu ta khoác về y không cài nút mũ cho nên có thể thấy rõ dáng vẻ của cậu ta phải nói là rất anh tuấn. Và lúc này cậu ta đang hành động giống như là bọn cổ quất. Cậu ta đang nhìn ngó khắp nơi, cố gắng tìm ra kẻ thì pháp. Ánh mắt của tôi lướt qua người của cậu ta, ở vị trí không xa phía sau người thanh niên trẻ đó, có một người đàn ông trung niên béo mập đang ngồi xổm dưới đất. Ánh mắt của ông ta vẫn luôn dán chặt vào người thanh niên trẻ đó. tôi mỉm cười hiển nhiên chàng thanh niên trẻ này cũng là một pháp sư mới ra rằng Người đàn ông trung niên béo mập thấp thoáng sau lưng của anh ta chính là bậc trưởng bối của anh ta, mục đích cũng giống như là tôi. Chỉ là đạo hành của người đàn ông trung niên béo mập đó còn thưa kém tôi rất nhiều. về vậy ông ta có thể che mắt được chàng thanh niên trẻ kia. Nhưng không thể che lấp được pháp nhãn của tôi. Nhãn thần của tôi nhìn chầm chầm vào người đàn ông trung niên béo mập đó một hồi lâu. Ông ta vẫn không hề có một cảm giác. Ông ta không hề biết rằng hành tung đó đã lọt vào trong tầm mắt của tôi. Tôi đảo mắt nhìn sang khu vực trên lãm phía xa. Trên chiếc ghế sau gian hàng bày ra rất nhiều hình vẽ thủ công bằng đất sét nhẹ. Một thanh niên chạc tuổi của tôi đang ngồi xếp bằng trên chiếc ghế, bắt đảo như là chim mưng. Tôi chưa từng nhìn thấy người này bao giờ. Tên khốn này đang ngồi dựa lưng vào ghế, nhắn thần sắc bén của hắn ta đang đảo lìa lìa. Nhưng thân hình và tư thế lại tỏ ra vô cùng lười biếng, Tôi nhìn vào chiếc túi già mà tin cốn này mang theo, đeo mắt của tôi nheo lại. Có lẽ nhân vật này xuất thân từ một danh môn đại phái, nhưng cụ thể thì tôi không biết. Ngoài số mấy vị này ra có hơn chục người pháp sư, người sống tản mạn theo các phương hướng khác nhau. Có một nửa là nam, một nửa là nữ. Phần lớn là thanh niên, tuổi tác đều không quá hai mươi. Đi theo phía sau là các bậc trưởng bối, chỉ có cổ quất và thanh niên trẻ khoác về y là có trưởng bối đi theo. Những pháp sư trẻ tuổi khác không có trưởng bối của họ đi theo. Rất có thể sự tình đột ngột phát sinh, các bậc trưởng bối không biết rằng đệ tử của mình gặp phải sự. Có khả năng bọn họ đều là hậu duệ của những bậc tán tu. Bản thân những nhân vật tán tu đều chú ý đến việc đi tới những nơi cấm địa để tìm kiếm tài nguyên hoặc là bế quan tu luyện vì vậy việc đệ tử của họ sẽ ra chuyện bọn họ cũng không hề biết. Đây là biểu hiện của sự tranh lệnh quá lớn giữa các danh môn chính phái với lại tán tu. Chỉ nói về kinh nghiệm những người trẻ tuổi được tông môn che chở, cơ hội sống sót cao hơn nhiều so với hậu đại của những bậc tán tu. Đây là một hiện tượng không thể thay đổi được. Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, những kẻ có thể sinh tồn được trong một rừng phép tắc trong thế giới của pháp sư sẽ thể hiện được sức mạnh của bản thân cổ quất các ngươi phải bình tĩnh có rất nhiều pháp sư tới đây nếu thực sự sẽ đa chuyện các người không cần phải làm người đầu tiên sông lên để xem ai có thể bình tĩnh hơn kẻ ra mặt trước tiên thường gánh chịu nguy hiểm nhiều hơn các người phải hiểu được điều này tôi làm bầm mấy câu nhưng mà tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ truyền âm để nhắc nhở cổ quất và cao hà Tiếng nhạc từ từ dừng lại trong hồi trường ồn ào hơn một nghìn người tăng xin chữ ký tôi có thể nhìn thấy sự mệt mỏi và sốt ruột trong ánh mắt các cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh nhưng phẩm chất tốt và khả năng chuyên nghiệp của họ đã cho thấy bọn họ rất giỏi trong việc khống chế biểu cảm những phần hầm mộ gặp và nói chuyện với bọn họ đều tỏ ra rất hài lòng công việc của ban nhạc nữ những người bình thường thực sự không thể làm được cuộc gặp gỡ phân quyền này diễn ra rất sôi nổi cầu quất và cao hà tìm kiếm một hồi không thấy điều gì bất thường cả hai liền lặng lẽ nấp sau ban nhạc nữ khoảnh khắc tiếp theo thì tâm thần của tôi chấn động tôi liền quay đầu nhìn vào lối của hậu trường chậm hơn vài nhịp so với phản ứng của tôi gã trùng điền béo mầm tàng ẩn sau lưng thanh niên trẻ mặc về y công liếc nhìn về vị trí này khói miệng của tôi giật giật tôi đã hiểu được hình thức rồi nhưng tôi không thể tham gia chỉ có thể quan sát xem hai nữ đệ tử của tôi xử lý tình cảnh tiếp theo như thế nào thực sự là rất tàn khốc nhưng nó thực sự đủ mạnh xem ra sau sự kiện này tâm lý của hai nữ đồ đệ này để có thể tiến bộ vượt bậc rồi trần Nguyệt minh đang bắt tay một phần nữ mặt đầy tàn nhang nhưng lại có dung mạo rất khả ái Cô gái có tàn nhang và Trình Nguyệt Minh chẳng tuổi nhau. Cô ta nắm tay của Trình Nguyệt Minh trong lòng không nén nổi kích động. Cô ta hét lên một câu. Cuộc đời này coi như không uổng phí. Đây là dấu hiệu của hành vi mất đi sự kiểm soát. Trình Nguyệt Minh vội vàng đứng đẩy, vừa mỉm cười vừa ăn ủi phan, vừa rụt tay lại khỏi bàn tay của cô gái tàn nhang. Đúng vào lúc này, dưới cổ cô gái bị tàn nhang xuất hiện một vịt đỏ, Cô gái phân khích hét lên một tiếng rồi đột ngột dừng lại, sau đó thì không còn động tính gì nữa. Một dòng máu tươi phun ra dữ dội, văng cả lên khuôn mặt đang tươi cười của Trình Nguyệt Minh. Cả khuôn mặt của Trình Nguyệt Minh bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh đồng bốc lên khiến cô ta suýt nữa nồn thốc nồn tháo. Ôi cha mẹ ơi! Trình Nguyệt Minh đứng ngây người mắt mở trần chừng nhìn đầu lâu của cô gái mặt đầy tàn nhang rời khỏi cổ, lăn lồng lông trên mặt đất. Về mặt của Trịnh Nguyệt Minh đầy kinh ngạc, Công mày cô ta chưa bị ngất đi. Sự việc xảy ra quá đột ngột cho nên không một ai kịp phản ứng. Những âm thanh bục bục liên tục vang lên. Bảy cô gái của ban nhạc nữ hồn tinh bị máu của những người hâm mộ đối diện bắn tung tóe vào người. Quan Lạc Nhượng và Trịnh Nguyệt Minh phản ứng giống hệt nhau, cả hai đều kinh ngạc chừng chừng đôi mắt cho dù ban nhạc nữ này đứng hàng đầu thế giới Nhưng bọn họ cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng khủng bố đến như vậy Chỉ trong nháy mắt đột nhiên lại xảy ra một sự việc khó tin như vậy Bất kỳ ai cũng đều có phản ứng như vậy phải không Tất cả đều bị chấn kinh đến mức mất đi năng lực suy nghĩ Nếu như người hâm mộ ở phía trước mặt bọn họ Bất luận là nam hay nữ Tất cả đều gặp phải những tai nạn khủng khiếp một số người đầu lâu đột nhiên rơi xuống, một số thân thể đột nhiên bị cắt đứt. Giờ chán xuất hiện một đường cắt, thân thể bị chia ra thành hai phần. Cảnh tượng kinh hoàng giống như địa ngục đang hiện ra trước mắt mọi người. Biến cố kinh hoàng đã xảy ra, hơn chục người bị sát hại một cách vô cùng dã man. Về hàng chục giây sau mọi người mới có phản ứng trở lại. Mẹ ơi, cứu mạng! Trịnh Nguyễn Minh thể hiện tố chất siêu cường trong số thành viên của ban nhạc nữ. Tiếng hét của cô ta như xé rách không gian, âm vừng rộng và sắc nhọn, khiến tất cả mọi người đều phải giật mình. Giết người rồi, mau chạy đi. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu, con sợ lắm. Tiếng la hét xô đầy lập tức vang lên, cả hội trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Cổ quất và cao hà đang nấp sau ban nhạc nữ cũng bị chấn kinh May mà có bảy cô gái đứng trước mặt che chắn Không có giọt máu nào văng vào hai người Nếu không có lẽ cổ quất và cao hà cũng đã hét lên Mặc dù cổ quất thiên sinh rất bạo dạn Nhưng nếu bị máu bắn tung tóe khắp người Chắc chắn cô ta cũng không thể chịu đựng được Vấn đề này không liên quan đến bạo dạn hay không Bị máu tươi bắn vào người như vậy Không ai có thể chịu đựng được phải không Tôi vẫn đứng bất động tại chỗ khi âm hồn đang chạy loạn xạ khoảng cách với tôi chừng ba bước chân một lượng lượng vô hình sẽ gạt bọn họ sang hai bên động tác này rất tinh vi không ai có thể nhận ra được tôi chỉ nhìn chằm chằm vào hai cô gái nhãn lực của tôi nhìn xuyên thấu thuật ẩn thân của bọn họ tôi quan sát phản ứng khẩn cấp của bọn họ thanh kiếm gỗ đào của cô quất được rút ra khỏi vỏ cô ta định xông lên tình chắn trước bầy cô gái của, của ban nhạc nữ đang ôm lấy nhau mà gào thét nhưng đã bị cao hà túm chặt vạt áo sau đó cao hà nói với cô quất câu gì đó tôi đã phòng ấn đi động hành đối với nhĩ lực có ảnh hưởng rất lớn cho nên tôi không thể nghe rõ cao hà đang nói gì nhưng với nhãn lực của tôi tôi có thể kéo hình ảnh lại gần nhìn vào khẩu hình của cao hà tôi có thể đoán được cao hà đang nói gì đại sư tỷ đừng nóng vội cẩn thận cảm nhận thử xem những người này bị một năng lực vô hình chém đứt thân thể đây là chúng đang cố ý tạo ra cảnh tượng tàn khớp khiến người ta phải kinh sợ nhưng bản thể của bọn họ chẳng qua chỉ là tổn thất ba năm thọ nguyên đối với căn bản không hề hạn độc thủ còn nữa sư tỷ có cảm thấy không trong vòng triển lãm này rộng lớn như vậy Chẳng lẽ chỉ có hai pháp sư tân binh chúng ta trà trộn vào hay sao? Không nhớ đường sư phụ đã nói gì sao? Tuy tôi không thể nhìn xuyên thấu, nhưng nếu như tôi đoán không nhầm, chắc chắn phải có rất nhiều pháp sư cao minh hơn chúng ta. Chúng ta cứ ở đây bảo vệ các thành viên ban nhạc nữ hồn tinh, quan sát diễn biến của tình hình, đừng dại dột thò đầu ra vào lúc này, cũng không được hét tên. Cao Hà nói rất nhanh, nhìn vào môi của cô ta không ngừng bấp máy. Tôi hiểu được cô ta đang nói gì với cổ quất. Tôi thầm gật đầu. Đúng là Cao Hà rất bình tĩnh. Chỉ dựa vào điểm này cổ quất thật sự không bằng Cao Hà rồi. Nhưng phản đứng đầu tiên của cổ quất là muốn bảo vệ kẻ yếu. Tinh thần hiệp nghĩa từ xương cốt của cổ quất khiến tôi cảm thấy rất được an ủi chỉ là điều cổ quất còn quá trẻ và liều lĩnh xem ra còn kém xa với cao hà cô quất đốt kiếm vào vò rồi gật đầu với cao hà cô ta nghe theo cao hà cẩn thận cảm ứng quả nhiên cô ta phát hiện ra nạn nhân là cô gái có tàn nhang tuy đầu bị chém đứt lìa khỏi thân thể bởi một lực lượng vô hình nhưng bàn thể của cô ta chỉ mất đi bà nằm thọ nguyên còn thua xa cơn ác mộng người gỗ lột ra mặt những cô gái bị lột ra mặt đều bị mất đi 20 năm thọ nguyên. Đây không phải là một vụ giết người thực sự, chỉ là triển hiện ra một cảnh tượng như vậy, cô quất tự nhiên lại chờ được bình tĩnh trở lại. Không chỉ có hai nữ đệ tử bình tĩnh lại, mà thanh niên trẻ khoác về y, gã trung niên béo mập, cũng như nhiều pháp sư khác còn đang ẩn ẩn đều đã bình tĩnh trở lại. Không có ai trong số đó xuất hiện lộ diện để che chở cho đám âm hồn, chiếm mất đi ba năm thọ nguyên. So với nhân mạng điều này người chẳng đáng là gì. Với một âm thanh trong phòng nội triển lãm giống như có nhiều ngọn quỷ hỏa lóe lên, những tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Những âm hồn đang chạy loạn, xung quanh đều bị những đòn tấn công vô hình đánh trúng. Một số thân thể trực tiếp nổ tung, đầu một nơi thân một nẻo tứ chi bị chặt đứt văng tung tóe nên không chung chỉ chưa đầy một phút phòng triển lãm đã biến thành địa ngục ngoài trừ bảy cô gái được ban nhạc nữ hồ tinh và người quản lý của bọn họ vẫn còn sống ngay cả đám vệ sĩ đều cũng đã chết không khí nồng nặc mùi máu tanh nồng bảy cô gái bị kích thích đến mức không thể khóc được thành tiếng ôi trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy quản lý của ban nhạc nữ đã sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy vừa kềm hét lên một câu đã ông ta đã lìa ra khỏi cổ cái đầu to lớn của lão ta dưới chân của quan lạc nhã và trình nguyệt minh cảnh tượng khủng khiếp này đập thẳng vào mắt bảy cô gái ôi cha mẹ ơi bảy cô gái nhìn thân thể người quản lý đầu một nơi thân một nẻo tất cả đều sợ đến mức hồn phách sắp ly thể cả bọn ôm lấy nhau mà hét lên cả phòng triển lãm như sắp sụp đổ vì tiếng hét những tiếng động tính quỷ dị vang lên bảy cô gái sợ hãi ngậm chặt miệng này bọn họ đều run rẩy ôm lấy nhau ánh mắt đồng thời nhìn về phía cửa ở đó có hơn chục thân thể vô cùng cao lớn từ từ xuất hiện dần dần đã có thể nhìn thấy rõ ràng hóa ra là 12 nhân hình bằng gỗ cao hơn 2 mét bọn chúng đang mang theo kiếm và đao lớn bằng kim loại Trước khi vụ tấn công xảy ra, tôi và gã trung điền béo mập lần lượt nhìn thấy đội ngũ người ẩn hình. Khi đó trong mắt của tôi có thể thấy những hình người gỗ này được bao bọc trong luồng sương mù đen. Sau đó lại thấy bọn chúng mang theo những thanh kiếm khổng lồ. Tôi đã được biết bọn chúng chuẩn bị làm gì. Nhưng tôi không cảm nhận được sát khí thực sự. Khi đó tôi mới biết được rằng tên cao thủ đang giấu mặt, khống chế đám người gỗ thực sự là muốn sát hại bản thể của âm hồn. Hắn ta chỉ lấy đi của mỗi âm hồn ba năm thọ nguyên, vì vậy tôi sẽ không ra tay ngăn trở. Nếu mục tiêu của đối phương là giết chết bản thể của gần 10.000 người sống, vậy thì đó không phải là vấn đề mà bọn cổ quất có thể giải quyết được, mà tôi cũng không thể trông thấy mà không quản. Nhưng tại thời điểm này tôi cứ lặng yên quan sát là được. Các người là thứ gì vậy Các ngươi định làm gì Quan lạc nhã tuổi lớn nhất Trong số các cô gái Cũng là người có tố chất tâm lý tốt nhất Cô ta vừa ôm lấy đám đồng bàn Hai hàm răng đang gõ vào nhau cồng cộc Vừa lớn tiếng quát Vừa hỏi đám người gỗ Người gỗ đựng sơn bằng nước sơn trong suốt, phần chiếu ra u quang. Lúc này chúng đang hạ cái miệng vô cùng khủng bố ra cười đồng thời đôi nhãn cầu trong hốc mắt cũng đào đi đào lại. Cái tượng này rơi vào trong mắt của bảy cô gái ban nhạc nữ hồn tinh, có lẽ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Đám người gỗ này vắt trên vai những thanh kiếm khổng lồ bằng kim loại, những giọt máu tươi đang từ trên thanh kiếm đó xuống đất. Không nghi ngờ gì nữa tất cả những âm hồn trong phòng triển lãm đều bị đám người gỗ này chém giết. Tuy nhiên vũ khí lúc đó cũng vô hình khi rơi vào mắt của bảy cô gái bọn quan lạc nhã giống như sức mạnh vô hình cắt đứt cơ thể của những phan nâm mộ khó có thể diễn tả được. Nhã tỷ tỷ tôi sợ lắm. Các cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh đều sợ chết khiếp ngay cả Trình Nguyệt Minh vốn cứng cáp hơn cũng đã sợ đến mức ôm mặt quan lạc nhã không chịu rời tay có thể thấy quan lạc nhã thực sự rất can đảm có thể liên quan đến việc luyện tập võ cổ của cô ta trong tiềm thức sáu cô gái đều tin tưởng vào kỹ năng của quan lạc nhã để có thể bảo vệ sự an toàn của cả đội nhưng bọn họ không biết được rằng những chuyện đang xảy ra trước mắt thật không thể tin nổi võ thuật của thế tục làm sao có thể giải quyết được Quan lạc nhã không thể chịu đựng nổi một đòn trước đám người gỗ đường trang bị vũ khí khủng bố này. Mọi người đừng sợ, bọn chúng đã giết hết những người khác trong phòng triển lãm. Chỉ còn lại chúng ta, điều đó có nghĩa là bọn chúng cố ý. Những thứ này sẽ không làm tổn thương chúng ta. Quan lạc nhã rất nỗ lực an ủi mọi người, dù bản thân đang phải chịu áp lực rất lớn. Có thật như vậy không? Tôi muốn ra khỏi đây, các cô gái đã được thắp lên một ngọn lửa hy vọng. Cầm hít miệng cho ta. Người gỗ cảm nhất trong số đó đột nhiên mở miệng nói, dòng điệu giống như máy móc, nhất thời khiến các cô gái vô cùng hoảng sợ. Chị Nguyễn Minh vội vàng ngậm chặt miệng này, các thành viên ban nhạc nữ hồn tinh cũng không dám khóc lóc, bọn họ sợ hãi nhìn tên người ngỗ thủ lĩnh. Thủ người gỗ này cao khoảng 2 mét rưỡi, hắn ta có đôi mắt màu lục lam rất khác với mắt của những người gỗ khác những người gỗ còn lại vẫn giữ nguyên màu gỗ ban đầu người gỗ mắt xanh gật đầu hài lòng sau đó bàn tay còn lại của người gỗ vẫy về phía cửa ra vào của phòng triển lãm chỉ nghe thì những tiếng bước chân nặng nề bên ngoài cửa đang vang lên trong phòng triển lãm thì bảy cô gái của ban nhạc nữ hồn tinh và tất cả những pháp sư người sống đang ẩn hình đều nhìn về phía đó. Sau khoảng mấy phút năm mươi chục người đã lần lượt bước vào, các cô gái từ ban nhạc nữ hồn tinh đều kinh ngạc khi mà nhìn thấy những người này. Những người này có cả nam cả nữ, bọn họ đều là có một điểm chung, đó là đều là khách mời của triển lãm trong truyện tranh quốc tế. Có các ban nhạc các ca sĩ nổi tiếng, có cả những nhóm vũ công nam nữ, thậm chí là còn có cả những người làm công tác phục vụ biểu diễn. Tất cả bọn họ đều mang trang phục diễn xuất, trên người còn mang theo guitar và nhiều nhạc cụ khác nhau. Dẫn những người này vào bên trong phòng triển lãm là hơn hai chục người gỗ cao, giống như đám người gỗ trong phòng triển lãm. Những người gỗ đều mang những thành kiếm đầy khổng lồ. Nói đùa gì chứ không cần thiết nghĩ cũng, không cần nghĩ cũng biết ở các phòng triển lãm và những dãy phố đi bộ bên ngoài cũng đã có những cảnh tượng này xảy ra không thể thấy trên đám người gỗ này còn dính đầy máu tươi hay sao đó không phải là máu của bọn chúng mà là máu của các nạn nhân dính vào người của chúng tương tự như những gì xảy ra với bảy cô gái của ban nhạc nữ hồn tinh vì vậy khi bọn họ bước vào trong phòng triển lãm này nhìn thấy cảnh tượng đầy xác chết trong phòng cũng không làm cho nhiều người này phải hét lên. Thật ra thì bọn họ cũng đã nhìn thấy được cảnh tượng thảm sát bên ngoài còn tàn khốc hơn. Hiện tại tất cả bọn họ đều ngây dại vì sợ hãi rồi. Tên người gỗ mắt xanh đặc ý rút sao, một dòng nói máy móc được chuyển đi. Lễ hội âm nhạc truyền tranh bắt đầu, mọi người theo thứ tự đã định sẵn lần lượt biểu diễn trên sân khấu Chú ý nếu ai biểu diễn không bình thường Khiến cho ta không hài lòng Nói xong câu này người gỗ mắt xanh vùng đào liền chém Vừa một tiếng đao khí lao ra hàng chục mét Cắt ngang quầy hàng bày đầy những bức tượng nhỏ Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng Ngồi ở phía ghế phía sau gian hàng là một gã trung niên béo mập Với nhắn thần sắc nhọn Phía sau chàng trai khoác vệ y đó Người thanh niên trẻ vẫn lạnh lùng nhìn quan sát, anh vẫn nguyên tư thế bất động. Sau khi đào khí chém nát quầy hàng, chỉ cách vài cm nữa đã chém được vào người của anh ta. Cái trùng niên béo mập thậm chí còn không thèm nhíu mày. Tư thế của đào khí vẫn không hề giảm, nó liền tiếp tục chế thẳng về phía trước. Dạch Linh đã cầm thạch rắn chắc một vết hẳn rất sâu, những xác chết gặp trên đường đi của nó đều bị chém tàn nát tay chân bật tung lên máu tươi bắn lên tung tóe cảnh tượng không khác gì là địa ngục bảy cô gái trong bàn nhạc nữ hồn tinh và một nhóm biểu diễn gần như sợ chết khiếp bọn họ cùng hét lên nếu còn hét nữa ta trực tiếp chém nuốt người gỗ mắt xanh vắt thành đào trên vai ném ra một câu đầy đe dọa Đám đông nghe theo đều bị chấn kinh. Bọn Trịnh Nguyệt Minh và Phổ Du Tiếu vội bịt chặt miệng lại. Đêm tránh tiếng hét lên, nhưng khoai mắt của bọn họ gần như là đã rách ra, thân thể không ngừng run rẩy. Các cô gái này vẫn còn quá trẻ, trong đời làm gì có gặp phải những sự việc khủng bố đến như vậy. Chỉ có mà quỷ mới biết tại sao đám người gỗ quỷ quái đó lại có thể vừa nói chuyện, lại có thể vừa giết người, lại còn muốn thưởng thức chương trình, đúng là vô cùng quỷ dị. Đây là suy nghĩ trong lòng của bọn họ, nhưng lại không biết được rằng lúc này bọn họ đang ở trong trạng thái linh hồn xuất khiếu. Nói trắng ra thì bọn chúng mới là quỷ, mà kẻ muốn giết bọn họ không phải là quỷ, mà lại là một loại pháp lực đặc biệt từ xa khống chế đám người gỗ quần áo chúng tôi bẩn quá rồi liệu có đi giặt một chút được không quan lạc nhã trước tiên vỗ về người bên cạnh hàm khải nhi sau đó cô ta đưa ra yêu cầu với tên gỗ thủ lĩnh những bộ quần áo và những vết máu dính trên da khiến các cô phải buồn nôn trong tình huống này dù không ngã xuống nhưng đã là giỏi lắm rồi còn phải biểu diễn thật là xuất sắc nữa điều này chắc chắn không có cho những kẻ mạnh phải khâm bỏ dạng của các người lúc này khiến cho ta vừa rất vừa ý rất xinh đẹp không ai được phép chỉnh lý lại trang phục lại lau đi vết máu trên mặt trực tiếp chém đầu người gỗ mắt xanh tuyên bố quy tắc bằng một giọng điệu rất là bá đạo một vài người gỗ bình thường không biết lấy từ đâu ra một chiếc ghế gỗ lớn thủ lĩnh người gỗ ngồi trên ghế xung quanh là những mảnh thi thể bị cắt nát trông không khác gì là ngồi trên núi thi thể bộ dạng rất là hưởng thụ nghệt chướng đang chệt. tôi luôn luôn chú ý đến hành động của cổ quất nhìn rõ khẩu hình trong miệng của cổ quất tôi biết cô ta đang chửi rủa người gỗ mắt xanh không may là mặc dù tức giận nhưng cổ quất cũng không hành động lỗ mãng ngược lại cô ta còn tỏ ra bình tĩnh hơn các pháp sư đang tàng ẩn hiện trường đều biết thực rằng thủ lĩnh người gỗ mắt xanh chỉ là một con quỷ tinh bị điều khiển mà thôi. Kẻ đứng ở đằng sau điều khiển nó từ xa. Trước khi kẻ đó chính thức xuất hiện, kẻ nào xuất đầu lộ diện trước tiên là một hành vi tự sát. Thủ đoạn rất là rõ ràng, kẻ chủ mưu của vụ này đã dùng bồ đào ý thức phân ly để mà khống chế điều khiển từ xa người gỗ mắt xanh thần tiện điều thuyền luôn cả đám người gỗ kề nữa nói tóm lại cảnh tượng mà người gỗ mắt xanh nhìn thấy kẻ đang điều khiển từ xa có thể nhìn thấy tôi nghi ngờ được rằng tên cố này rất có phẩm bị cho nên muốn thưởng thức buổi biểu diễn tâm lý của tên này thực sự rất là khó hiểu tuy nhiên tôi đã nhìn thấy những biểu hiện tâm lý của tông chủ ma thiên lĩnh và rất nhiều đại lão trong tà đạo Dựa vào kiến thức rộng rãi của mình tôi nhận thấy trên thế gian có rất nhiều cao thủ có tâm lý bất thường. Mà chúng luôn nghĩ về trọng tâm, điểm xuất phát của sự việc, đó là điều mà những người bình thường không sao có thể hiểu được. Vì vậy đám người gỗ mới lưu lại một đống người để biểu diễn, vì vậy tôi cứ lặng yên quan sát là được rồi. Người Yêu cầu của con lạc nhã bị từ chối cô ta tức giận đến mức lông mày dựng đứng cả lên. Nắm lên tay, nắm chặt phát ra những tiếng kêu răng rắc. Tiểu cô nương, ta cảnh cáo cô nên thức thời một chút, đừng có cố gắng phản kháng lại. Một chút võ nghệ mắt mèo ba chân của cô không đủ để dính vào kẽ răng của ta. Người gỗ mắt xanh lúc này lùng lên một tiếng cảnh báo sau đó thì quay lại nhìn người gỗ đang đứng bên cạnh hắn ta. Người gỗ đó hờn lạnh một tiếng đột nhiên hắn ta ngồi sồm xuống một tiếng bồng vang lên. Nắm đấm bằng gỗ của hắn ta liên tục đầm vào nền đá thạch. Nền nhà bằng đá đã bị nứt ra. Đã đến khi người gỗ đó thu nắm đấm của hắn ta lại nên đó xuất hiện một cái hố lớn xung quanh có những vết nứt giống như mạng nhện đang lan rộng ra xung quanh. Nhìn thấy cảnh tượng này thì mí mắt của quan lạc nhã điên cuồng giật giật, cô ta đành phải buông bỏ nắm đấm của mình ra. Lúc trước đối phương đã sử dụng đao kiếm của ta còn từng mình có thể dựa vào cổ võ để mà quyết một trận thương hùng. Thế nhưng lúc này cô ta mới nhận ra, trước mặt của bọn người gỗ tà môn này cờ võ chỉ là một con mèo ba chân không chỉ có thời gian để phí lời với các người nữa theo danh sách biểu diễn ai là người đầu tiên biểu diễn thủ lĩnh người gỗ mắt xanh phớt lờ lời nói của bầy cô gái trong ban nhạc hắn ta bước đến nhìn mấy chục nghệ sĩ đang đứng ra phía dưới bên kia đội ngũ chúng tôi sẽ mở đầu có điều khu vực biểu diễn đã đâu vậy một thanh niên liền giơ tay lên bà thành niên đứng bên cạnh cống giơ tay bởi vì trên màn có rất nhiều thứ nằm vung vãi cho nên tôi không thể nhìn rõ đừng diện mạo không nghi ngờ gì nữa đây là một ban nhạc nam rất là nổi tiếng khu vực biểu diễn như người gỗ mắt xanh suy nghĩ hồi lâu hắn ta ra hiệu với những người gỗ đứng bên cạnh đám người gỗ đó vùng về phía trước bọn chúng dọn sạch một khoảng không gian rộng lớn trước mặt những khu vực xung quanh đầy những xác chết đầy chất trầm bốn thành niên run rẩy bước vào dưới đống xác chết rất khó khăn mới có thể tới được khu vực biểu diễn trên nền nhà đầy những vũng máu tươi đỏ lòm cả bốn người đều đứng ngây ra ở đó biểu diễn đi chẳng lẽ các người cũng làm bằng người gỗ hay sao người gỗ mắt xanh tỏ ý không vui nói đại vương làm sao chúng tôi có thể biểu diễn được mà không có âm nhạc ngài thanh niên liền dẫn đầu giơ tay nói đồ ngô còn muốn nhạc gì nữa không thể vừa ngắt mo vừa nhảy hay sao những kỹ năng cơ bản đâu đổ phế liệu ngài gỗ mắt xanh mở miệng le trời mắng được rồi người trai trẻ đó không dám lên tiếng phản bác nữa anh ta ra hiệu cho ba người bạn cùng mình cố gắng lấy hết cả đảm không cần phải sợ nếu vẫn còn câu biểu diễn nhất định bọn họ sẽ phải chết rất khó khăn bốn người mới ổn định được tâm lý bọn họ cùng nhau hô nhịp rồi bắt đầu biểu diễn có thể nhận thấy không có sự phối hợp của ban nhạc kỹ năng cơ bản của các chàng trai này thực sự không vượt quá được bài kiểm tra vừa hát vừa nhảy cần có những năng lực rất cao cho nên bọn họ nếu không đủ hơi thì cũng bị lạc nghiệp, còn liên tục mắc lỗi nữa. Cái quái gì vậy chứ để chết đi. Đôi mắt xanh của người gỗ tỏ ra không vui. Người gỗ đứng bên cạnh hắn ta, vùng đại đao lên. Một lượng kiếm khí mãnh liền được phóng ra. Tiếng lặng hét vàng lên và tiếng xin tha mạng còn chưa dứt thì bốn thành niên đã biến thành mảnh vỡ Thi thể của bọn họ bị ném vào những đống xác chết xung quanh. Ôi cha mẹ ơi! Tôn chân chân không thể chịu đựng được nữa, cô ta liền hét lên, cầm miệng. Không đợi cho tên thủ lĩnh người gỗ khiển trách. Ngư diệu viên đã ở bên cạnh tôn chân chân đã lao đến đè tôn chân chân xuống, một tay vươn ra bị chặt miệng của tôn chân chân lại. Người gỗ thủ lĩnh nhìn về phía đó, hắn ta liền trầm ngâm một lúc lâu nhưng không hề nói gì toàn thân tôi thoát cả mồ hôi lạnh quá nhanh quá nguy hiểm tôn trần trần đã mất đi kiểm soát cho nên đã liền hét lên suýt nữa thì bị dẫn đến thảm họa diệt thân không may mà ngư diệu viên đã phản ứng rất nhanh nếu không dưới thanh đại đao của người gỗ tôn trần trần đã biến thành hai mảnh đừng có làm loạn nữa người tiếp theo sẽ là ai Thủ lĩnh của người gỗ sốt ruột thúc giục một chàng trai trong ban nhạc dốc cầm guitar dẫn đập các thành viên trong ban nhạc bước tới khu vực biểu diễn. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, những nghệ sĩ biểu diễn vẫn còn sống, nhưng ban nhạc biểu diễn khiến cho tên thủ lĩnh, người gỗ mắt xanh thất vọng, những người đó đều bị chém giết. Đấm sắc chết xung quanh ngày càng chất cao hơn, lại mấy chục phút nữa trôi qua ngoài chờ ban nhạc nữ hồn tinh xa, tất cả các nghệ sĩ đã hoàn thành phần trình diễn của mình chỉ là có hơn chục người còn sống sót mấy chục người khác đều bị chặt đầu theo lời của tù lĩnh người gỗ nếu bạn không thể làm tốt công việc của mình vậy thì không cần phải tồn tại nữa quân lạc nhã không đợi người gỗ mắt xanh phải ví lời cô ta dùng ánh mắt ra hiệu sau đó dẫn đội ngũ gạt đống thi thể ra để bước tới khu vực biểu diễn còn đang dính đầy máu tươi tanh đầm sau một khoảng thời gian dài chờ đợi bảy cô gái đã bình tĩnh trở lại rất nhiều cổ quất và cao hà đi theo bọn họ cả ngay đều cầm kiếm gỗ đào tay không nắm chặt mấy linh phủ đề phòng bất chắc Đứng chính giữa là Phong Như Yến, đội trưởng quan lạc nhã đứng bên phải. Bên gái là cô gái tóc ngắn, ngư diệu viên. Tôn Trần Trần có mái tóc đỏ, hàm kháng nghi có mái tóc đen thẳng. Trình Nguyệt Minh nhỏ tuổi nhất, phổ du tiếu tóc xanh đứng sau cùng. Đội hình đã đứng xong, quan lạc nhã không phải hề vô ích. Phần biểu diễn của bọn họ rất xuất sắc. Trong quá trình biểu diễn vừa hát vừa nhảy, bọn họ không nghề mắc bất cứ một lỗi nào. Phải mất hơn 5 phút màn trình diễn mới kết thúc. Người gỗ mắt xanh vỗ tay khen ngợi nói. Không hổ danh là ban nhạc nữ hàng đầu thế giới. Thực lực rất tốt, các người đã biểu diễn rất tốt. Được vậy chương trình biểu diễn đã kết thúc, tất cả các người sẽ phải chết. Thừa lĩnh người gỗ tùy tiện vẫy tay, đám người gỗ từ từ bao vây xung quanh những người còn sống, đào kiếm trong tay của chúng vung lên. Bảy cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh kinh hãi kêu lên, cứu mang! Khoảng hơn chục nghệ sĩ nữ còn sống đều sợ hãi và hét lớn trong sự hoảng loạn. Chỉ thấy một đào kiếm khí được thích phóng xa, thân thể hơn chục nghệ sĩ bị chém đứt lìa. Tất cả đều chết không nhắm mắt, những mảnh thi thể bị rơi xuống những vũng máu bảy cô gái trong ban nhạc nữ hồn tinh hét lên lần này thì bọn họ thực sự không thể khống chế được nữa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi trừ bảy người bọn họ vẫn còn sống tất cả những người khác đều bị chặt đầu các cô gái sợ đến mức sắp thất hồn lạc phách người gỗ cười độc ác nhưng hắn ta không vội giết chết bảy cô gái mà hắn ta từ từ tiến lại thầy kiếm dư lên sắc mặt của bảy cô gái trắng bệch như tờ giấy trắng thân thể run như là cây sấy nhìn cảnh này tôi biết người gỗ đang cố tình dọa cho bọn họ vui nhưng hành vi này quả thật rất đáng sợ trong lòng tôi vô cùng tức giận nhưng tôi đã lập tức áp chế cần giận xuống Tâm thần của tôi chấn động, vừa quay đầu lại đã thấy cổ quất đang chần chừng đôi mắt, cô ta đang định xuất hiện để can thiệp cao hà lập tức kéo cổ quất lại chỉ một động tác kéo cổ quất như vậy hình thức đã trở nên rất khác khoan đã một dòng nam du dương liền vang lên một đạo quăng lóe lên thiếu niên khoác vệ y đã xuất hiện tôi nhìn thấy rõ ràng người đàn ông trung niên béo mầm đang nấp đó không xa sau người của thanh niên khoác vệ y đó vẻ mặt của lão ta tỏ ý công hài lòng rất rõ ràng hành vi xung động của thiếu niên khoác vệ y đã khiến cho trường bối công hài lòng. Mặc dù gã trung niên béo mập đó về phương diện đạo hành còn kém xa tôi, nhưng lại hơn nản những pháp sư mới ra ràng như cổ quất. Vì cổ quất và cao hà dùng pháp thuật để tăng ẩn, nhưng trước mặt hơn chủng pháp sư tăng tăng ẩn Giải rác xung quanh, hai người căn bản không thể tăng hình được. Bọn họ từ lâu đã nhìn thấy hai người, có lẽ nơi này chỉ có bọn họ không thể giác sát được. Nhất cờ nhất đồng của những pháp sư đều rơi vào trong mắt của tôi. Có rất nhiều pháp sư đang tàng ẩn ở đây, hiện tại chỉ có hậu bối của gái trung niên béo mập đó đã xuất đầu lộ diện, có thể nói rõ vấn đề rồi. Đó chính là hậu bối của gái trung niên béo mập đó đang hành động qua lộ mạng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.